Vinacoso Việt Nam xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì video này Vinacoso sẽ giới thiệu với các bạn một cái mã sản phẩm là nắp bồn cầu điện tử của hãng AK và được nhập khẩu 100% tại Nhật Bản. Mã sản phẩm này có tên gọi là IM01N và với cái dòng mã sản phẩm này các bạn thấy không? Khi mà mình mở lên hay là gập xuống nó rất là êm nhẹ và với cái kiểu dáng gọn mỏng và rất là dễ sử dụng cũng như là tương thích với mọi cái bồn cầu ở trong gia đình của bạn hay là trong các cái cơ quan làm việc. Với cái mã sản phẩm IM01N này thì nó được thiết kế với lại cái màu sắc vô cùng là sang trọng, có sự kết hợp giữa hai màu và phù hợp với lại phong thủy cũng như là sở thích của gia đình các bạn hay là tại các cơ quan làm việc. Hiện tại thì Vinacoso Việt Nam chúng tôi đang phân phối cái sự kết hợp giữa hai màu, đó là màu trắng sữa và màu vàng gold trên tay tôi đang cầm đây, và một cái màu nữa đó là màu trắng sữa kết hợp với lại màu bạc. Ngay bên cạnh các bạn nhìn ở cái nắp bồn cầu điện tử thông minh này thì nó có một cái bảng điều khiển gắn liền. Cái bảng điều khiển gắn liền này phía trên này thì nó bao gồm các cái nút hướng dẫn điều khiển trong quá trình chúng ta sử dụng, và nó được kết hợp giữa ngôn ngữ cũng như là hình ảnh. Vì vậy mà cái mã sản phẩm IM01N này nó được khách hàng cũng như là cái sự phản hồi rất là tốt từ khách hàng, bởi vì là cái quá trình sử dụng nó vô cùng là thuận tiện cũng như là cái quá trình lắp đặt nó rất là dễ dàng.